Năm 179 trước Công nguyên, Nhâm Tuất, Triệu Đào vua nước Nam Việt xâm lược Âu Lạc mở đầu thời kỳ nước Việt. Các mũi tên đồng được tìm thấy khu di tích thành Cổ Loa sau khi Cao Hậu nhà Hán chết. Năm 180 trước Công nguyên, quân Hán bãi binh, Triệu Đà nhân đó dùng uy lực uy hiếp biên giới, đem của cải đút lót các nước Mân Việt, Tây Âu Lạc để bắt họ lệ thuộc theo mình. Sau khi Cao Hậu nhà Hán chết, năm 180 trước Công nguyên, quân Hán bãi binh, Triệu Đà nhân đó dùng uy lực uy hiếp biên giới, đem của cải đút lót các nước Mân Việt, Tây Âu Lạc để bắt họ lệ thuộc theo mình. Sau nhiều lần phát quân đánh Âu Lạc không được, Triệu Đà lập kế xin giảng hòa với An Dương Vương, cầu hôn con gái là Mị Châu cho con trai mình là Trọng Thủy và đưa Trọng Thủy sang gửi rể ở Cổ Loa để đánh cắp các bí mật quân sự của Âu Lạc, chủ yếu là vũ khí, nỏ thần, lợi hại, và chia rẽ nội bộ nước Âu Lạc. Triều đình Cổ Loa mất cảnh giác bị Triệu Đà cho quân sang đánh chiếm. An Dương Vương tự tử. Nước Âu Lạc bị sáp nhập vào nước Nam Việt của Triệu Đà, bị lệ thuộc và chia làm hai quận, Giao Chỉ và Cửu Chân tức Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay. Đất đai của Triệu Đà chiều ngang hơn vạn dặm, Đà đi xe mui lụa màu vàng, cắm cờ tả đạo, mệnh gọi là chế, chẳng kém gì Hoàng đế Trung Quốc.